những trận chiến cuối cùng kết thúc các triều đại của Trung Quốc. Nhà Hạ. Đứng đầu trong danh sách những cuộc chiến cuối cùng của các triều đại thượng cổ Trung Quốc chính là trận chiến Minh Điều của triều nhà Hạ. Nhà Hạ bắt đầu xuất hiện khủng hoảng nghiêm trọng trong quản lý sau khi vị vua thứ 14 là Khổng Giáp lên ngôi. Đến thời vua Hạ Kiệt, tình hình càng tồi tệ hơn do sự xa hoa và phóng túng của ông. Những mâu thuẫn trong xã hội ngày càng gay gắt. Các cuộc khủng hoảng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, khiến người dân sống trong khổ cực. Cuối cùng, sự phóng đãng và bạo ngược của vua Hạ Kiệt đã khơi dậy sự phản kháng mạnh mẽ trên toàn quốc. Thủ lĩnh bộ tộc Thương là Thành Thang bắt đầu tích cực lập kế hoạch tiêu diệt triều đại Hạ. Vào năm 1600 trước công nguyên, Thương Thang chính thức xuất quân đánh Hạ. Ông chọn ra 70 chiếc chiến xa cùng 6.000 cảm tử quân, hợp tác với các chư hầu khác đột kích bằng cách vòng qua phía Tây Hạ. Hạ Kiệt vội vàng ứng chiến nhưng không thể chống đỡ nên rút về đất Minh Điều. Lúc đó, Minh Điều đang trong thời tiết mưa bão, nhưng quân Thương vẫn dũng cảm chiến đấu dưới mưa, khiến quân Hạ liên tiếp tháo lui. Trước tình hình này, Hạ Kiệt chỉ còn cách trốn về phía đông. Thương Thang thấy vậy cũng nhanh chóng tiến quân truy kích. Hạ Kiệt lại tiếp tục chạy về phía nam, đến Nam Sào, và không lâu sau ông qua đời tại đây. Thất bại của Hạ Kiệt trong trận Minh Điều cuối cùng đã dẫn đến sự diệt vong của triều đại Hạ, trong khi Thương Thang đã thành lập triều đại thứ hai của Trung Quốc, triều đại Thương. Nhà Thương. Từ khi Thương Thang tiêu diệt Hạ và xây dựng quốc gia đến khi vị quân chủ thứ 31 là Đế Tân lên ngôi, triều đại nhà Thương đã trải qua vài trăm năm phát triển. Thế lực đất nước dần dần suy yếu, trong khi bộ tộc Chu đang nổi lên. Bộ tộc Chu vào thời kỳ Tây Bá Cơ Xương đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến chống Thương. Năm 1050 trước công nguyên, Cơ Xương qua đời, con trai ông là Cơ Phát lên ngôi, trở thành Chu Vũ Vương. Sau khi lên ngôi, Vũ Vương kế thừa di chí của cha, quyết tâm tiêu diệt triều đại Thương. Năm 1046 trước công nguyên, Đế Tân vì sự tàn bạo vô độ đã rơi vào tình thế bị mọi người xa lánh. Lúc này, lực lượng chủ lực của triều đại Thương đang ở xa, tại khu vực Đông Nam. Thủ đô của nhà Thương là Triều Ca, chỉ còn lại một lực lượng quân đội yếu kém, hầu như không còn quân để phòng thủ. Chu Vũ Vương cho rằng, thời cơ đã chín muồi nên bắt đầu chính thức phát động quân đội, chuẩn bị đánh Thương. Vào ngày 21 tháng 2 cùng năm đó, Chu Vũ Vương cùng liên quân chư hầu sau khi hội nghị tại Minh Tân đã vội vàng hành quân dưới mưa, trực tiếp tiến về thành Triều Ca, nơi Đế Tân đang ở. Khi quân đội đến mục dã thì Đế Tân mới vội vàng xuất quân nghênh chiến. Sử sách ghi chép rằng ông đã phái ra 70 vạn quân, nhưng 70 vạn này phần lớn đều do tuyển chọn từ tù binh, nên kết quả cuộc chiến là có thể đoán trước được. Sau khi Chu Vũ Vương phát động tổng công kích, quân đội nhà Thương lập tức đầu hàng. Quân Thương tan rã, Đế Tân trốn về Triều Ca, lên đỉnh Lộc Đài tự thiêu mà chết. Từ đó, triều đại nhà Thương bị diệt vong. Nhà Chu. Cuộc chiến diệt Chu của nhà Tần diễn ra trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, khi quyền lực của nhà Chu suy yếu, Lễ Nhạc dần dần sụp đổ. Giữa các chư hầu liên tục xảy ra các cuộc chiến tranh nhằm thôn tính đất đai. Trong số đó, nước Tần ban đầu chỉ là một chư hầu ở vùng biên giới, nhưng đến thời Tần Mục Công, quốc gia này cũng bắt đầu tham gia vào cuộc tranh quyền lực ở Trung Nguyên. Đặc biệt là vào năm 356 trước công nguyên, sau khi Tần Hiếu Công bổ nhiệm Thương Dương tiến hành cải cách, kinh tế cũng như sức mạnh quân sự của nước Tần đã được nâng cao đáng kể. Do đó, nước Tần bắt đầu tăng tốc bước tiến trong cuộc chiến chinh phục 6 nước. Còn Đông Chu vào năm 367 trước công nguyên đã phân chia thành Đông Chu Quốc và Tây Chu Quốc. Năm 256 trước công nguyên, nước Tần chiếm được Dương Thành của Hàn Quốc và đồng thời cũng xuất quân vào nước Triệu, chiếm lấy hơn 20 huyện. Tây Chu lo sợ cho sự tồn vong của mình nên đã liên minh với các chư hầu khác để tấn công nước Tần. Tần Chiêu Tương Vương biết được đã rất tức giận, lập tức phải tướng quân tấn công Tây Chu Quốc. Cuối cùng, Chu Noãn Vương đã vào nước Tần xin tạ tội và cống hiến dân số cùng đất đai của Tây Chu cho nước Tần. Tần Chiêu Tương Vương sau đó mới để ông trở về Tây Chu trong bình an. 7 năm sau, Tần Quốc lại tấn công tiêu diệt Đông Chu, triều đại Chu hoàn toàn bị diệt vong. Nhà Tần. Sau khi triều đại nhà Tần thống nhất 6 nước, đã thực hiện mạnh mẽ các hình phạt nghiêm khắc trong nước để ngăn chặn sự xuất hiện lại của các hiện tượng phân chia. Thời kỳ của Tần Nhị Thế còn đẩy sự chính trị khắc nghiệt lên đến đỉnh điểm. Cuối cùng, vào năm 209 trước công nguyên, một cuộc nổi dậy của nông dân bùng nổ rầm rộ. Sau đó, các thế lực tàn dư của quý tộc cũ 6 nước cũng bắt đầu khởi binh ứng chiến,
năm 206 trước Công nguyên, Lưu Bang dẫn quân vượt qua Ngũ Quan tiến về Hàm Dương. Lúc này, trong nội bộ triều đại nhà Tần, Triệu Cao ép giết Tần Nhị Thế và lập con trai của ông là Tử Anh làm vua. Tử Anh sau khi lên ngôi liền bày kế giết Triệu Cao và phái ra 5 vạn quân giữ chặt Vũ Quan. Địa thế của Vũ Quan hiểm yếu, dễ thủ khó công. Sau khi Lưu Bang đến đây đã áp dụng kế sách của Trương Lương, cho quân lính giả vờ tấn công từ hai bên núi. Đồng thời, ông giao cho Chu Bạc dẫn quân tấn công từ phía đông nam. Thành công chiếm được Vũ Quan. Sau đó, quân đội của Lưu Bang đến gần thành Hàm Dương. Hoàng tử Tần là Tử Anh cầm ấn ngọc đến đầu hàng. Triều đại Tần cũng từ đó bị diệt vong. Nhà Hán. Cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân tiếp theo chính là trận chiến kết thúc của triều đại nhà Hán. Từ giữa thời Đông Hán trở đi, mâu thuẫn xã hội bắt đầu lộ rõ. Đến thời Hán Linh Đế, sự cai trị của triều đại Đông Hán càng trở nên mục nát. Do ngân khố quốc gia trống rỗng nghiêm trọng, nên quan lại đã thu thuế một cách bừa bãi và bóc lột dân chúng. Thêm vào đó, các địa chủ quyền lực đã chiếm đất đai, khiến dân chúng lâm vào cảnh lưu lạc, khổ sở ngày càng trầm trọng. Điều này cũng dẫn đến việc các châu huyện liên tục xảy ra biến loạn. Cùng với tiếng gọi phản kháng triều Hán ngày càng lớn, vào năm 184, Trương Giác và những người khác đã tổ chức một cuộc nổi dậy chống Hán dưới hình thức tôn giáo. Các tín đồ quàng khăn vàng diễu hành khí thế suốt chặng đường. Chưa đầy một tháng, các châu huyện đã liên tiếp thất thủ khiến kinh đô chấn động. Khi Hán Linh Đế biết tin, ông lập tức triển khai quân đội để đàn áp các cuộc nổi dậy ở khắp nơi. Cuối cùng vào tháng 11 năm sau, cuộc nổi loạn tạm thời bị dập tắt. Nhưng cuộc bạo loạn này không khiến Hán Linh Đế chú ý. Ông vẫn tiếp tục sống cuộc sống xa hoa. Vào năm 188, tàn quân khăn vàng lại tiếp tục nổi dậy. Lần này, để bình định cuộc nổi loạn một cách hiệu quả, Hán Linh Đế đã trao quyền quân đội cho các châu mục. Điều này cũng khiến sau khi cuộc nổi dậy bị dập tắt, các châu mục địa phương đều tự cường, dẫn đến việc các lực lượng khác nhau tấn công lẫn nhau, tranh giành quyền lực ở Trung Nguyên. Đông Hán Hoàng Đế trở thành thiên tử về mặt danh nghĩa, đặt nền móng cho sự phân chia của ba nước sau này. Cuộc chiến nông dân vào cuối triều đại Tùy bắt đầu từ khi Tùy Dạng Đế lên ngôi. Triều đình bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng và chinh phạt bốn phương. Những lao dịch và nghĩa vụ quân sự nặng nề đã mang lại nỗi khổ lớn cho nhân dân, khiến người dân khắp nơi nổi dậy chống lại. Cuối cùng, cuộc nổi dậy đã hình thành một cuộc khởi nghĩa nông dân quy mô toàn quốc. Những lực lượng khởi nghĩa tiêu biểu nhất bao gồm Mã Cương ở Hà Nam, quân Đỗ Kiến Đức ở Hà Bắc, cùng với quân Đỗ Phục Uy và Phụ Công Thạc ở Giang Hoài. Cuộc khởi nghĩa diễn ra từ năm 616 đến năm 624 đã gây tổn thất nặng nề cho sự thống trị của triều đại Tùy, dẫn đến sự sụp đổ của triều đại này. Cuối cùng, Tùy Cung Đế nhường ngôi cho Lý Uyên, thành lập nên triều đại Đại Đường. Nhà Đường. Cuối thời nhà Đường, khi quốc lực suy yếu, các tiết độ sứ đều tự mình nắm giữ quân đội. Năm 904, tiết độ sứ Chu Văn bí mật ám hại Đường Chiêu Tông, sau đó lập con trai của Chiêu Tông là Lý Trúc lên làm hoàng đế, với niên hiệu Đường Ai Đế. Từ đây, Chu Văn nắm quyền kiểm soát triều đình nhà Đường, bắt đầu độc đoán chuyên quyền. Năm 905, Chu Văn dưới sự kích động của Lý Trúc đã tùy tiện tàn sát các hoàng tử và triều thần. Sự kiện này sau được gọi là Họa Bạch Mã. Trong cuộc hỗn loạn, ông ta đã giết hơn 30 người rồi ném xác xuống sông, cơ bản xóa sạch sức mạnh của các cựu thần triều Đường và cũng dọn đường cho việc cướp ngôi của mình. 2 năm sau, Chu Văn ép Đường Ai Đế nhường ngôi cho mình, đổi quốc hiệu thành Lương và tự xưng là Lương Thái Tổ. Từ đây, triều Đường kéo dài 290 năm đã diệt vong. Nhà Tống. Năm 1276, Nam Tống đầu hàng quân Nguyên. Tống Đoan Tông cùng với vương gia Triệu Bính đã thành công trốn thoát dưới sự bảo vệ của Trương Thế Kiệt khi bị quân Nguyên rượt đuổi. Cả hai vị hoàng thân và các quan đại thần như Lục Tú Phu, Văn Thiên Tường đã cùng nhau đào tẩu về phía Nam. Năm 1278, Lục Tú Phu và các quan lại đã tôn Triệu Bính lên làm vua, sau đó dẫn quân rút lui về Nhai Sơn. Năm 1279, quân Nguyên tấn công mạnh mẽ vào Nhai Sơn. Cả hai đội quân đã có những trận chiến ác liệt kéo dài nhiều ngày, nhưng cuối cùng quân Tống đã bị đánh bại. Lục Tú Phu ôm ấu chúa nhảy xuống biển để tuẫn tiết. 100.000 quân dân thấy vậy cũng quyết không đầu hàng, lần lượt nhảy xuống nước tự vẫn. Từ đó, trận Nhai Sơn, trận chiến cuối cùng của triều đình Nam Tống đã thất bại, Nam Tống bị diệt vong. Nhà Minh. Năm 1368, Chu Nguyên Chương lập nên triều đại nhà Minh. Nhưng vào thời điểm này, sức mạnh của triều đại Nguyên vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn,
họ vẫn tiếp tục thống trị khu vực đồng cỏ phía Bắc. Vì vậy, vào năm 1387, Chu Nguyên Chương bổ nhiệm Lam Ngọc làm đại tướng tấn công Bắc Nguyên. Năm 1388, Lam Ngọc chỉ huy 15 vạn quân thẳng tiến đến Hồ Bối Nhĩ, nơi mà Nguyên Đế Ô Tư Cáp Lạc Hãn đang đóng quân. Sau khi biết được vị trí của doanh trại nhà Nguyên, Lam Ngọc đã tấn công bất ngờ. Đúng lúc này, gió bụi nổi lên, quân Bắc Nguyên lại không hề cảnh giác. Mãi đến khi quân Minh xuất hiện bên ngoài doanh trại, quân Bắc Nguyên mới hốt hoảng nhận ra. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, quân Bắc Nguyên đã không kịp kháng cự. Trong trận này, quân Minh đã bắt giữ được một lượng lớn binh lực và vật lực, gây ra một đòn chí mạng cho lực lượng còn lại của Mông Nguyên. Sau đó, đồng cỏ Mông Cổ bị chia rẽ thành hai bộ tộc, Tatar và Ngõa Lạt. Trận chiến cuối cùng kết thúc triều đại nhà Minh chính là thảm họa Chú Thủy. Năm 1646, triều đại Minh bị Lý Tự Thành lật đổ. Chu Do Lang đã xưng đế tại Triệu Khánh, Quảng Đông và lập ra triều đại Nam Minh. Chỉ một thời gian ngắn sau khi Nam Minh được thành lập, quân Thanh đã tấn công vào Quảng Đông. Chu Do Lang không thể kháng cự, phải chạy trốn qua các tỉnh Quý Châu, Quảng Tây và Vân Nam. Vào năm 1658, khi Chu Do Lang còn chưa ổn định ở Vân Nam, đã bị Ngô Tam Quế truy kích. Trong tình thế không còn đường lui, ông cuối cùng cũng chỉ còn cách chạy sang Miến Điện. Năm 1660, Ngô Tam Quế đã gửi thư đề nghị xuất quân sang Miến Điện. Sau khi triều đình nhà Thanh đồng ý, ông được phép dẫn quân sang Miến Điện để bắt Chu Do Lang. Năm 1661, vua Miến Điện đã mời Chu Do Lang cùng lập lời thề. Các quan chức Nam Minh đến dự nhưng đã bị quân đội Miến Điện bao vây và tất cả đều bị giết. Cuối cùng, Chu Do Lang cùng thái tử và những người khác cũng bị bắt và giao cho Ngô Tam Quế. Sau khi Ngô Tam Quế áp giải họ trở về quân Minh rồi xử tử họ trong một ngôi miếu nhỏ. Đến đây, chính quyền Nam Minh hoàn toàn chấm dứt. Nhà Thanh. Sau cuộc chiến Thanh Nha Phiến năm 1840, triều đình nhà Thanh bắt đầu rơi vào tình trạng nửa thuộc địa, nửa phong kiến. Chủ quyền và lãnh thổ của Trung Quốc bị tổn hại nghiêm trọng. Vì vậy, vào năm 1911, các nhà cách mạng Trung Quốc để cứu vãn khủng hoảng dân tộc đã lật đổ chính quyền nhà Thanh, phát động một cuộc khởi nghĩa vũ trang tại Vũ Xương. Vào tháng 10 cùng năm, sau khi quân khởi nghĩa kiểm soát 3 thị trấn ở Vũ Hán, họ thành lập chính phủ quân sự Hồ Bắc. Sau đó, Lý Nguyên Hồng được bầu làm đô đốc và đổi quốc hiệu thành Trung Hoa Dân Quốc. Sau khi khởi nghĩa Vũ Xương thành công, các tỉnh trên toàn quốc cũng lần lượt tuyên bố độc lập. Vào tháng 2 năm 1912, Viên Thế Khải ép buộc hoàng đế nhà Thanh thoái vị. Cách mạng Tân Hợi chính là một cột mốc cho sự diệt vong của chế độ phong kiến Trung Quốc cùng chính quyền nhà Thanh. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.